Hello các bạn nha, cập nhật thời sự nóng hổi của bóng đá Việt Nam. Các bạn cũng có thể thấy này, đây là sân vận động Quy Nhơn, mưa gió ngày cuối tuần thứ bảy nha các bạn, mưa kinh luôn. Có lẽ đây là đợt mưa cuối cùng của các tỉnh miền Trung. Thôi bỏ qua chuyện mưa đi các bạn, hôm nay mình sẽ là cập nhật công việc là đây. Các bạn có thể thấy là ở bốn cái xe lớn nè bạn, bốn xe tải luôn. Bạn đoán ra được hôm nay là bốn xe tải này chở gì không? Đó, nếu các bạn có theo dõi các video kênh của mình thì mình nói là Topland mình sẽ là đầu tư dàn cabin xịn sò đấy. Trong bốn xe tải này là bốn cái cabin xịn sò nha các bạn. Đó, rất là dài, mỗi cái xe tải chở mỗi cabin đấy. Giờ đang có mưa to cho nên chuẩn bị sẽ gỡ cái cabin chuyển vào trong sân. Mưa to theo thời biết thì mưa to vào thứ bảy, chủ nhật, thứ hai, thứ ba, 4 ngày liên tiếp các bạn ở miền Trung này. Sáng giờ mưa Quy Nhơn khá là to. Ok các bạn, dàn ghế đang cẩu qua xe cẩu nha các bạn, tại vì xe lớn không vào sân được các bạn. Cái cổng của sân nó khá là thấp, những cái xe nó bốn chân này không vào được cho nên sẽ cẩu qua xe cẩu và đưa vào trong sân. Hiện tại thì có khoảng bốn cái bàn ghế huấn luyện này các bạn. Đẹp các bạn. Trên ghế đặt từ trước rồi, có logo của câu lạc bộ luôn, Topland Bình Định. Hai màu chủ đạo đó là cái màu da cam của nhà tài trợ các bạn. Bốn cái bàn như thế này nha các bạn. Mỗi cái bàn như thế này là 10 cái ghế. Đấy, xe này. Giờ đưa vào sân và bảo quản tốt nha bạn, khi nào giải dùng thì bắt đầu mới đưa lại chỗ cũ. Cần nhắc là cái lỗ ở giữa này.